Hello và chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Câu. Hôm nay siêu phẩm về tại cửa hàng đó chính là dòng sản phẩm Daiwa Satega phiên bản 2020. Ở đây có hai size, đó chính là size 10.000 và size 14.000. Đây chính là cái dòng sản phẩm dòng cao cấp nhất của Daiwa. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đập hộp xem hai cái sản phẩm này nó như thế nào, cùng đi các cái tính năng đi kèm của cái dòng sản phẩm Satega này. Và chúng ta bây giờ sẽ cùng xem ở bên ngoài cái hộp của cái con Daiwa Satega phiên bản 2020 ở cái dòng máy là 14.000XH. Đó chính là sở hữu các cái đầy đủ các cái tính năng đầy đủ của một cái dòng sản phẩm Daiwa, đó chính là mặc siêu MQ ATD và Touch Digear. Mọi người mà muốn tìm hiểu sâu hơn về những tính năng này thì các bạn có thể search trên mạng ha. Cái này thì nó liên quan đến sâu hơn về sản phẩm xíu ha. Mọi người có thể xem, mình giải thích thì nó sẽ hơi dài. Nói đến về cái thông số của cái máy Satega này, đó chính là vòng quay ở đây đó chính là 6.21 ha. Trọng lượng của máy này đó chính là 665g ở cái dòng máy 14.000, và dòng máy 10.000 đó chính là 655g. Thì dòng sản phẩm này nó có trọng lượng là hơn nửa ký, thì chúng ta sẽ thích hợp cho đánh các cái loài cá lớn ha. Mình nhấn mạnh ở đây là các cái loài cá lớn, có thể là câu biển hoặc là câu hồ dịch vụ, nhưng mà những cái dòng cá nó lớn ha. Về tải cá thì ở đây max rắc là 25 kg ha, ở cái mức là 25,1 lb, và vòng dây cũng như là bậc đàn 12 bậc đàn. Ở đây có các cái thông số cho dây dù và dây ni lông mọi người nhé. Mọi người có thể xem đây ha, ở cái phiên bản 14.000XH này, và đây là phiên bản 10.000H. đây là cái thông số ha của cái máy này. Và bây giờ mình sẽ khui hộp cái sản phẩm máy Satega 2020 14.000XH. Ok. Đấy, thì sản phẩm này được bao bọc ở bên trong cái hộp, và còn có thêm nữa chính là một cái túi đựng chống sấp kèm theo ở trong này nữa. Đây mọi người có thể xem, đó là một cái tờ giấy về mô tả cái dòng sản phẩm của Daiwa này này. Đây nó mô tả thông số chi tiết, và có một cái điều nữa, đó chính là ở trong này có một cái thẻ về hỗ trợ bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm. Thì tí là mình sẽ khui cái tờ giấy này, và cái tờ giấy này thì chỉ có những cái sản phẩm mà Daiwa chính hãng mới có được cái quyền lợi là về bảo dưỡng sản phẩm từ cái nhà cung cấp là công ty Daiwa mọi người ha. Các sản phẩm sách tay thì chắc chắn là không có rồi. Đây là cái sản phẩm nhập chính hãng luôn. Rồi, và quay trở lại với siêu phẩm của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là cái Daiwa Satega này, và đây là phiên bản 14.000. Ok, hộp ra thì nó có hai cái này, và một cái ngăn ở bên này á, thì dùng để là đựng cái tay nắm. Cái tay nắm của cái phiên bản này nó khá là to ha, to thì giúp cho chúng ta cầm nắm nó sẽ cảm giác nó sẽ là rất là thoải mái và vừa với tay, không quá khó chịu cầm. Và đây đó chính là Satega 14.000XH trên tay của mình. Cũng là cái thông số về dây thì được mô tả trên đây. Màu sắc của nó thì ở đây là màu xanh đen. Ở đây là xanh đen chứ không phải là màu đen, là xanh đen đậm, và ở đây nó có những cái óng ánh nhìn rất là sang trọng. Rồi. Đây. Và đây là mình sẽ thử nghiệm cái tính năng mà mọi người chắc chắn tò mò, đó chính là cái tiếng rắc của cái máy này. Wow. Tiếng rắc. Wow, tiếng rắc kêu thực sự là rất là ghiền cái tiếng này luôn á. Khi mà kéo cá mà để trải nghiệm được tiếng rắc như thế này thì quá tuyệt vời. Đây. Đó, và sản phẩm này thì được sản xuất ở đâu? Cái này là made in Japan luôn mọi người ha. Made in Japan. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản. Được đóng dấu ở dưới dòng sản phẩm này. Đây chính là Satega 14.000XH.
Đó, trên tay mình đó chính là cái con này, và chúng ta có thể cảm nhận lại một tiếng rắc lần nữa. Rồi thì chắc là những người mà người chơi các cái dòng máy cao cấp thì đều biết đến cái sản phẩm của Satiga của Daiwa rồi. Thì những cần thủ mình cũng không nói quá sâu nữa, mà mình bây giờ mình nói với các bạn đó chính là một cái điều đặc biệt của năm nay, đó chính là giá của cái dòng sản phẩm Daiwa Satiga phiên bản 2020 này đã có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Và mọi người hãy liên hệ với Sơn Thoại ở bên dưới để chúng ta có được cái giá tốt nhất, và cũng như là cái chính sách bảo hành tuyệt vời đến từ hỗ trợ bảo hành bảo dưỡng đến từ công ty Daiwa. Đây, và cái số thẻ bảo hành ở đây là mình nói đó chính là bảo hành là 2 năm bắt đầu từ cái ngày mua hàng, miễn phí bảo dưỡng và một lần thay dầu Max Seal. Rồi ở đây có là mình sẽ lấy ra cho mọi người xem luôn ha. Khi mua sản phẩm Daiwa chính hãng thì sẽ được sở hữu cái này. Đây, thay dầu Max Seal miễn phí. Rồi thẻ bảo hành áp dụng cho khách hàng mua hàng của công ty Daiwa Việt Nam, và ở đây là sản phẩm này là được bên mình phân phối chính hãng cho công ty Daiwa luôn ha. Có các cái thông số họ tên ngày mua hàng, và nhớ là hạn sử dụng là 2 năm luôn ha. Có mã số sản phẩm, mã số thẻ bảo hành luôn. Thì nghĩa là khi mà mua sản phẩm Daiwa chính hãng này thì các bạn đã được sở hữu cái tờ giấy này, và giúp cho các bạn được hưởng cái chính sách bảo hành ưu việt từ công ty Daiwa. Và các bạn quan tâm về cái sản phẩm này hãy liên hệ với cửa hàng đồ Coffee Mark bằng số điện thoại bên dưới, hoặc để lại số điện thoại comment hoặc bình luận, bên cửa hàng sẽ liên hệ trực tiếp. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của cửa hàng. Cảm ơn và chào tạm biệt.